Chào thầy và các bạn, tôi tên là Nguyễn Duy Khánh, mã số sinh viên là 18101192. Hôm nay xin trình bày bài tập số 8, công việc LCD và mã động phím, đó là viết và mô phỏng chương trình nhập dữ liệu từ 0 đến 9 từ mã động phím hiển thị lên dòng một LCD. Khi nhấn phím A thì nó sẽ sắp xếp chuỗi dữ liệu đã nhập theo thứ tự tăng dần và hiển thị ở dòng 2 của LCD. Bước đầu tiên mình sẽ đi vào phải mặt hướng lý. Mình sẽ lấy cái chuyện lần vi điều khiển 6857 thì không thể thiếu rồi. LCD là 016 lần thạch anh. Điện thoại của tôi trong này luôn, chặt luôn. Đây là bàn phím này. Đây là điện thoại Respect 8 chân. Để kết nối với các con này. Anh thì mình chỉ nội thằng nó vô sẽ có một cũng chỉ có hai thằng master cái thì mình cứ đưa lên nó lên một đi để nó luôn luôn chạy. SD thì chân data 4, data 7 thì mình tiếp tục nói vô bậc D từ D 4 đi rồi D 4 đến rồi D 7. S theo đất liền và A này mình nhớ vô bọc A của điều khiển. Rồi từ E0 đến đồng thời từ E0 đến R1 rồi E2. VSS mình nói vô, mình nói lên nguồn. VSD mình nói lên nguồn, còn VSS mình nói xuống. Đến lượt cái này okay. Mình sẽ dùng cái bọt B của điều khiển mình nói vô điện thoại và kết nối với mà đặt phím này. Rồi, mình nói lần lượt cho nha. Từ RB0 đến RB7 mình sẽ nói qua điện thoại, sau đó mình sẽ kết nối với mà đặt phím. Mình đây mình bị cảm nên là nào xì xì xíu mấy bạn thông cảm cho mình nha. Còn chân này của điện thoại này mình nói lên nguồn luôn. Rồi đây mình sẽ kết nối với mặt đầu kiếm như sao. Này mình nói cho chân số 4 này. Làm việc trong này nó thì cứ tập nha. Mình đã có xong mạch nguyên lý của bài này. Tiếp tục mình sẽ tới library. Đây là library của mình. Bắt đầu mình sẽ khai báo thư viện. Thư viện cho LCD, thư viện cho vi điều khiển mà cấu hình các chân, khai báo biến và các chuỗi. Ở đây mình sẽ dùng hai chuỗi để hiển thị lên hai dòng. Đó là chuỗi 1 và chuỗi 2. Ở đây mình có cái hợp với phím mã động phím mà ở trong mình viết bằng cái phần mềm là DC á, CSS á, thì nó không có cái
thư viện nào mà cho máy đọc phím cả, nên mình phải tạo và gọi thư viện, đặt tên nó là thư viện K4-4. Xong khi mình gọi thư viện nó xong á, nếu mà có phím này nè mà nó được nhấn đúng thì so sánh ở phím bé hơn 10 thì đúng, thì mình sẽ hiển thị dữ liệu từ 0 đến 9 từ mặt đọc phím K4-4 lên dòng 1 SD. Rồi kết thúc. Rồi nếu mà sai á, thì tiếp tục so sánh mã phím bằng 10. Đó là khi mình nhấn phím A á, thì mình cho mã phím bằng 10 đi. Khi nó sắp xếp các chuỗi á, từ chữ 1 sang số 2 á, mình sẽ thực hiện là chép, nếu mà đúng thì sẽ thực hiện là chép chữ 1 và chữ 2. Sau đó là sắp xếp và hiển thị chữ 2 thì thứ tự tăng dần lên dòng 2 SD. Rồi kết thúc chương trình. Nếu mà hai cái này so sánh mà sai á, thì quay lại so sánh tiếp. Sau đó như khi nào á, mà cái mặt phím này được nhấn rồi. Còn khi mà không nhấn thì không làm gì. Rồi lại đến viết code. Ok, đến viết code nè. Mình sẽ viết code theo cái lưu đồ này thôi. Đầu tiên là khai báo thư viện có hình các chân, khai báo biến và chuỗi. Sau thì khai báo thư viện cho bị điều khiển 16887. Thằng anh chọn số thằng anh dao động mức cao. Tương ứng với đó thì mình cho hàm delay, cộng lại cho 20 nha. Rồi. Cái điều khiển thằng phím á thì CSS này nó không có, nên mình phải tự viết. Những cái lưu đồ nãy mình nói ha, tạo và gọi thư viện này. Mình sẽ viết như sau. Cái mã thằng phím á mình sẽ làm theo cách là mình sẽ quét cột nó. Mà thứ như vậy. Rồi. Đây. Đây coi như là ma phần thực trọng kiếm nha. Rồi. Đầu tiên á, mình sẽ cho tất cả các hàng này, cái hàm mô tìm hàm á, cho lên một hết. Rồi. Sau đó nha, xét ở trong cái một cái hàng này á, thiếu một có một cái bin, tức là bin B0, bin B1, bin B2 sẽ tương ứng với từng hàm. Đây, đây là bin B0 nha, đây là B0 này, B0 này, rồi B1 này, B2 này, tương ứng các bin á, B3 này. Nếu mà có trong đó một có một bin được nhấn á, thì mình sẽ cho cái hàm nó bằng không thôi. Ví dụ bin B0 bằng không được nhấn thì hàm bằng không, bin B1 mà bằng không được nhấn thì hàm bằng 1 thế thôi. Rồi ở xuống cái này. Rồi mình sẽ thực hiện cái quét cột này nha. Rồi mình quét cột từ 0 đến cột thứ 3. Đây, mình tưởng là cột 1, cột 2, cột 3, cột 4 này đó. Đây. Rồi, cũng cột ra đi. Được chưa? Rồi, mình cho switch cột. Rồi, đây gọi là cái hàm giá trị, chọn giá trị để quét cột đó. Rồi, nếu mà giá trị cột mình bằng 0, mình cho nó là cột 1 đi. Thì mình sẽ bút lao cái pin đó, B7, cái này là B7 nha. Rồi tại sao mình sẽ bảo bút lao để mình quét cột mà mình cho nó xuống 0 và mình cho nó tìm hàng. Nếu mà trong cái hàng đó, trong bốn cái hàng này mà có một cái hàng được nhấn là hàng 0 thì nó gọi là có phím nhấn thôi. Rồi được chưa? Rồi sau đó mình bảo bút 2 nó lại cho nó lên cao thì để mình tiếp tục. Khi mà giá trị bằng 1, 2, 3 thì mình quét bằng cái cột đó. Rồi. Đây, xong khi quét cột xong nha. Nếu mà hàng khác không, được chưa? Hàng được nhắn này. Hàng được nhắn nhưng mà nó có không. Thì mã phím bằng cột nhân 4 cộng hàng. Rồi. Sau đó mình sẽ gọi cái K4-4 này. Này tướng với chấm dội thôi, chấm dội nút mà phím thôi chưa. Rồi sau đó là mình đây cấu hình các chân enable đã được lưu để cho bot A và data 4 những data 7 cho bot D. Thư viện LCD chấm C này không thể thiếu bởi vì mình dùng LCD mà. Rồi
Khai báo chuỗi không dấu 8 bit chữ 1 chữ 2 các biến không dấu 8 bit IK tạm. Đưa bot D và bot A là ngõ ra. Gọi cái LCD index này là bắt buộc. Cái này bắt buộc phải gọi khi muốn thực hiện một cái lệnh tiếp theo đối với LCD. Ok. Rồi, gọi cái hàm K4 x 4 ở thiết bị này. Đây. Nhưng mà ngồi kiếm được nhẫn nghe chưa? Ngồi kiếm, bán 10 thì làm gì? Có phải là hiển thị dữ liệu từ 0 đến 9 từ ma trận phím 4x4 lên dòng một LCD không? Đúng không? Rồi. Thì mình cứ cho vào mình lập từ 0 đến 15, bán 15. Thì chuỗi 1 ở vị trí K sẽ bằng chuỗi 1 ở vị trí K cộng 1. Nó dịch vào thôi. Rồi. LCD á thì phải hiển thị mã ASCII thôi. Nên thì cái chuỗi 1 ở vị trí thứ 15 phải bằng mã phím cộng dây 0x3y 0x30. Rồi. Mình đưa nó cho chuỗi xy 1 cộng 1 bằng 1. Xong nó chạy cái chuỗi đó, chạy chuỗi 1, hiển thị dòng 1 á. Rồi. Mà nếu mà ở phím bằng 10 thì sao? Có phải là chip chuỗi 1 vào chuỗi 2 sau đó sắp xếp không? Thứ tự tăng dần không? Rồi. Cho vào là cái 0 bán 16. Chuỗi 2 bằng chuỗi 1, nó chép vào. Sau đó là cho vào hai cái vòng lặp này để sắp xếp chuỗi thứ tự tăng dần. Nếu chuỗi 2 ở vị trí y mà lớn hơn chuỗi 2 ở vị trí k, rồi mình sẽ sắp xếp sao? Thì có phải đổi chuỗi 2 này không? Thì tạm gắn với chuỗi 2 vị trí y, chuỗi 2 ở vị trí y bằng chuỗi 2 vị trí k, rồi chuỗi 2 vị trí k gắn tạm, tức là đổi chuỗi cho nhau thôi. Sau đó là do chuỗi y hẳn cột 1 hàng 2, rồi đưa cái chuỗi đã sắp xếp vào thôi, chuỗi 2 y. Rồi mình sẽ combine nó và mình mô phỏng nè. Rồi. Số 20 mới kẹt. Rồi. Đây. Chạy đây. Từ đây xuống là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó. 1. Không này hay chưa? 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Rồi. Cái này nó sắp xếp rồi. Ừ. Sao chạy lại này. Mình nhập là 4 2 8 5 rồi 6 đi. Rồi số 3 này tương ứng là chữ A đó, sắp xếp lại đó, sắp xếp này. Rồi 1 4 5 6 8. Đúng chưa? Đúng rồi. Rồi mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây. Cảm ơn các bạn ơi. Thầy đã lắng nghe.